Nào, upload file. Rồi, sử dụng gì các bạn? Sử dụng thư viện Manter nhỉ? Sử dụng thư viện Manter trong nhé, Node.js. Rồi ok, ta có các bước như sau. Bước 1 là cài đặt gì? Cài đặt Express nhỉ? Nếu bạn đã có thì chúng ta không cần làm, chúng ta chỉ cần copy về thôi nhé. Giả sử ở đây tạo một cái thư mục mới, ta có thể ghi là rồi bây giờ chúng ta để mà cài đặt ta thực hiện câu lệnh như thế nào sau, các bạn còn nhớ câu lệnh không? Cài đặt ta dùng cái gì các bạn? Np gì m đúng chưa? Instant express nhá. Tất nhiên là câu lệnh này nếu mà mạng nhanh thì không thể nói làm gì, nhưng mạng chậm bạn sẽ mất 50 phút gì đấy đúng không? Vậy để cho nhanh chúng ta không làm như thế nữa, thầy đã download cái framework này, chúng ta copy framework vào thôi nhá. Ok, ném vào đây được chưa? Rồi sau khi đã được cái việc đấy rồi thì chúng ta tiến hành cài đặt cái gì tiếp theo này? Bước 2, cài đặt Manter. Ok, cài đặt Manter thì chúng ta phải thực hiện thôi đúng không, bởi vì cái thư viện này nó cũng nhỏ. Vậy chúng ta sẽ thực hiện như nào? Ta vào cái thư mục của nó đúng không? Rồi, ta ghi này, npm nhé, instant Manter. Rồi ok, nó sẽ download về chúng ta cái thư viện đó nhé. Ok, được rồi, nó có phần Manter 1.4.2 đúng nhỉ. Bây nhiệm vụ chúng ta là phải thực hiện việc đây, chúng ta sẽ gì, bước 3 này nhỉ, tạo file. Upload. Chấm gì? HB gì? HBS. Ta nên dùng HBS nhé. Vậy thì chúng ta sẽ gõ gì đây? Visual Studio Code nhỉ? File này, new file này, Ctrl S này, bạn lưu ở trong vùng này. Bạn em. Rồi, bạn nên lưu ở trong vùng, bạn phải tạo một thư mục mới. Bởi vì chúng ta sử dụng cái HBS cho nên phải có cái gì đây, thư mục gì các bạn? View nha, để nó rút vào nhà, rút vào cái view này. Vậy trong thư mục view này chúng ta sẽ định nghĩa một cái tên là upload chấm gì, hb gì, bs, còn nhớ cái này không, html 5 enter thì là gì, upload. Trong này ta định nghĩa một cái form chứ nhỉ,
Method là gì các bạn? Spot, đúng không? End time là gì các bạn? Dạ. Yeah. Còn gì nữa không? Action. Có cần action không? Có đúng không? Bạn có thể dùng hoặc là có thể gì? Có thể không? Ví dụ action này, đương nhiên là phải có rồi. Đây là không dùng action này nhỉ. Nhưng mà chúng ta không nên làm như thế. Chúng ta phải đẩy lên một cái đường link nào đấy nhỉ, để nó chỉ rõ là chúng ta đang thực hiện hành động gì. Như vậy khi bạn kích vào cái button đây, nó sẽ giả sử nó đẩy lên hành động là up gì, upload chẳng hạn nhỉ. Các bạn chú ý phải có cái end time này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có hai cái. Ta ghi là gì? File name. File này. Nhỉ? Yeah. Ta có input time bằng gì? File. Name là gì nhỉ? Upload nhỉ. Yeah. File up. Upload phải UL nha. Name là thế. Đúng không? Thế là đủ đúng không? Và ta có một cái input type bằng gì? Submit nha. Value bằng gì? Up gì? Upload. Rồi, đó là chúng ta thực hiện xong cái file HTML nhỉ. Như vậy ở đây các cái bước tiếp theo là ta tạo gì? Tạo file HTTPS nhỉ. Nó sẽ rút vào đây. Bây giờ phần tiếp theo chúng ta tiến hành là gì? Bước 4. Ta tạo gì? Tạo server. Nhỉ. Node.js. Rồi. Server Node.js thì chúng ta thực hiện như thế nào? Như vừa rồi thầy ghi lên bảng này đúng không? Thầy ghi lên bảng này này. Chúng ta sẽ viết một cái phần sử dụng Express. Và chúng ta viết cái hàm này. Nhỉ? Thế là gì? Phải chạy nhé. Nào. Chúng ta tiến hành tạo một cái file mới. New file. Bấm Ctrl S. Ghi là gì? Mở thư mục gốc ra. Chúng ta ghi là gì? App. Chấm gì? CS. Bây giờ nhắm mắt phải viết được là gì? Và express bằng gì đấy? Require express. Ok. Đúng không? Và gì nữa? App bằng gì đấy? X gì đấy? New express. Này. Hay là không cần, bỏ new rồi đi đúng không? Thực ra làm dùng thế cũng được mà. Bản chất nó là đối tượng, mình dùng kiểu đấy được. Nhưng bạn quen kiểu dùng này đúng không? Còn đi qua cái gì nữa các bạn? Và Manter đúng không? Bằng gì đây? Require gì? Manter đúng không? Được chưa? Đúng nhỉ? Tạm thời như thế. Đúng nhỉ? Bây giờ chúng ta mới định nghĩa cái này là gì? Và storage. Đúng không? Thì bằng gì đấy? Manter. Chấm gì? Disk gì? Storage. Yeah. Disk storage sẽ có mấy tham số đây? Chúng ta sẽ có những cái này nhỉ. Như vậy ta sẽ có này, destination như trên bảng nhé, destination nhỉ. Function này ta sẽ có đây, request nhỉ. Có file không? Có. Upload là phải có gì? CB là cái hàm cho phép chúng ta thực hiện cái việc đó nhá. Enter. Nào, ta có CB này.
tham số này không có lỗi, ta trả về gì, null đúng nhỉ. Thư mục upload ta trả về thư mục gốc chấm đến gì, up gì, upload. À nếu mà làm như thế thì bắt buộc bạn phải tạo cho thầy một cái thư mục ở trong này, là thư mục gì có biết không, up gì, upload, có chữ s nha. Yeah. Rồi ok, bây giờ tên file của nó là gì các bạn, ta có file name function này, request nhỉ, yeah. File gì nữa, c gì, cb nhỉ, yeah. Bây giờ cb này không có lỗi thì trả về gì, null, và file chấm gì, original file, original name đấy, rất đơn giản nhé. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện tiếp, ta có này và này upload nhá, file upload file bằng gì các bạn, bằng gì, bằng gì, master đúng không, mấy thăm storage đúng nhỉ. Yeah. Các bạn chú ý ở đây nếu bạn muốn giới hạn kích thước thì bạn dùng gì, dấu phẩy nhỉ. Yeah. Đây này, nếu giới hạn kích thước thì các bạn thường dùng thêm cái chỗ này, nhưng mà thôi ở đây thầy sẽ không giới hạn kích thước nhé, đâu số giới hạn kích thước đâu nhỉ, nó dùng cái file gì, file size nhỉ. Yeah. Bằng 1.x1024 nhân với lại 1024 thì giới hạn gì, 1 m, có lẽ đâu chỗ này, đây này, để bạn chú ý đây, đây thì không không dùng cho đây thì không gõ nữa, đây đây nhá, 1024 x 1024 đây, đây là gì, nếu như chúng ta muốn dùng cái kích thước giới hạn của nó, không thích dùng thì thôi nhé, đây thì không muốn dùng cho nên thầy cứ để xì thế. Rồi sau khi làm được upload file rồi thì chúng ta sử dụng gì, app chấm gì, get, chạy một cái đến thư mục gốc nhỉ, định nghĩa một cái function là gì, request get gì, response, và ta định nghĩa cái hàm này làm gì các bạn, chính là chúng ta sẽ dùng gì, get gì, chấm render gì, render cái gì, render cái file html vừa rồi là file gì, up gì, upload nhỉ. Như vậy chúng ta sẽ có up gì, nhớ là phải đúng gì, đúng tên nhá, nó sẽ render ra cái file này nhỉ. Bây giờ ta chạy thử xem tình hình nó ra làm sao. À chúng ta phải có thêm một cái gì nữa có biết không, app chấm gì, list gì, listen rồi đúng không, đấy như vậy chúng ta đã viết được cái file nó sẽ trở đến đúng nhỉ. Nào ta chạy thử nào, node app.js gõ là gì, local 2 chấm, lỗi rồi, vì sao lỗi, chúng ta thiếu gì biết không, handle 3 nhỉ. Như vậy bạn phải có một cái handle 3 ở đây đúng không, chúng ta có var gì đấy, express handle 3 hbs đúng nhỉ, bằng gì, re gì, require của gì đấy, express đây, express handle 3
đúng chưa? Có express handlebar rồi thì chúng ta phải dùng gì? App chấm gì đấy, n gì đấy, engine view engine và gì hbs đúng không? Đuôi file là gì? HBS đúng nhỉ? Và đây là X gì? Express handle gì? Handle 3 đúng này không? Cuối cùng ta set cho nó cái view đúng nhỉ? App.set là gì? View gì? View engine. Đuôi của nó là gì các bạn? Chấm gì? HB gì? HBS. Yeah. Đấy, bạn phải dùng thêm cái này nữa thì nó mới chạy. Xem còn lỗi không nào. Tắt cái này đi. Rồi, ok. Chạy rồi đúng không?